Sau khi bị tuyên án tử, bà Trương Mỹ Lan đã không chấp nhận toàn bộ bản án. Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã gửi đơn kháng cáo tới cùng, gửi từ trại tạm giam đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mong được xử lại tội. Ngày 26 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để giải quyết theo quy định. Theo đó, đơn kháng cáo được gửi từ trại tạm giam. Trong đơn, bị cáo Trương Mỹ Lan kháng cáo toàn bộ bản án. Bà Lan cho biết mình có tham gia vào quá trình tái cơ cấu ngân hàng SCB nhưng không chiếm đoạt tiền của ngân hàng này. Đồng thời, bà Lan cũng đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh. Ngoài kháng cáo của bà Trương Mỹ Lan, hiện cũng có 50 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho tòa án. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo trung vụ. Tuy nhiên, tòa án chưa thông tin gì thêm. Trước đó, ngày 11 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, loại khỏi xã hội về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là án tử. Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho ngân hàng SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, tương đương số tiền là 673.800 tỷ đồng. Tòa quyết định tiếp tục kê biên, tạm giữ đối với các bất động sản, cổ phần, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm, các tài sản khác của công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát đứng tên sở hữu hoặc giao cho các cá nhân đứng tên hộ của các bị cáo, những người liên quan khác để đảm bảo thi hành án nghĩa vụ tương ứng. Bên cạnh đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác. Mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan không thừa nhận hành vi phạm tội, hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà Lan đã nắm giữ cổ phần hơn 91,5% của ngân hàng SCB, nắm quyền chi phối gần như tuyệt đối tại SCB. Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo Lan và luật sư bào chữa cho rằng bà Lan chỉ nắm 15%, còn lại là của cổ đông nước ngoài và nhờ bạn bè đứng tên là không có căn cứ, không có cơ sở chấp nhận. Bị cáo Chu Lập Cơ, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư quảng trường thời đại Times Square, bị tuyên mức án 9 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ba bị cáo nguyên là lãnh đạo ngân hàng SCB bị tuyên mức án chung thân gồm Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra ngân hàng SCB, bị tuyên án chung thân về tội nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 20 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, trước khi hợp nhất, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thu mua cổ phần của 3 ngân hàng SCB, Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa và Ngân hàng Đệ Nhất. Khi ngân hàng nhà nước cho phép hợp nhất 3 ngân hàng, lợi dụng chính sách tái cơ cấu lại ngân hàng, tính đến tháng 10 năm 2022, bị cáo Lan đã thâu tóm, nắm giữ khoảng 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Dù bị cáo Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB nhưng bị cáo này gián tiếp sở hữu trên 91% cổ phần của ngân hàng nên bị cáo Lan có quyền chi phối, quyết định các vấn đề của ngân hàng này. Do đó, bị cáo Lan thỏa mãn là chủ thể của tội tham ô tài sản. Lợi dụng vai trò là cổ đông gần như tuyệt đối của ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo các bị cáo Bùi Anh Dũng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, Võ Tấn Hoàng Văn rút tiền ra khỏi SCB để phục vụ mục đích của mình gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.